nằm ở phía tây bắc của Tổ quốc, Sapa, huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên và con người. Thị trấn trong mây thì luôn hấp dẫn du khách với quang cảnh núi non hùng vĩ cùng với những trải nghiệm độc đáo với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, rất nhiều du khách vẫn có một số những suy nghĩ sai lầm khi mà đi du lịch Sapa. Đi du lịch thành phố sương mờ để những hiểu lầm này cản bước chân của các bạn thì phí lắm đó nhá. Ngay sau đây thì blog du lịch sẽ chỉ ra cho bạn về những điều mà khách du lịch hay nhầm lẫn nhất khi mà đi du lịch Sapa. Các bạn cùng theo dõi nhá. Một, chọn di chuyển lên Sapa bằng ô tô thay vì tàu hỏa cho tiện. Hầu hết khách du lịch chọn ô tô để di chuyển đến thị trấn Sapa. Tuy nhiên, theo blog du lịch thấy rằng, việc lên Sapa bằng ô tô có thể khiến các bạn khó ngủ ngon giấc do xe sẽ thường xuyên bị rung lắc khi mà đi lên núi. Vì vậy, khi đến nơi các bạn sẽ cần thời gian để nghỉ ngơi tại khách sạn trước khi bắt đầu tham quan Sapa. Ngược lại, nếu lựa chọn đi tàu đêm, các bạn có thể tối ưu hóa thời gian vui chơi tại Sapa. Khi mà đi tàu hỏa, các bạn sẽ tiết kiệm được chi phí cho 2 đêm mà ở khách sạn, có thêm thời gian để tận hưởng bầu không khí trong lành của Sapa. Ngoài ra, xét về khía cạnh kinh tế, đi tàu hỏa thường có lợi hơn so với ô tô. Mặc dù giá tàu đêm có thể cao hơn và các bạn cần trả thêm tiền để thuê xe từ ga Lào Cai đến thị trấn Sapa và ngược lại. Tuy nhiên, tính tổng chi phí vẫn sẽ thấp hơn so với việc thuê ô tô khi phải tốn thêm chi phí cho 2 đêm khách sạn. Và nếu chọn tàu đêm, các bạn sẽ đến ga Lào Cai vào khoảng 6 giờ sáng và tới khách sạn ở Sapa gần 7 giờ sáng. Sau khi tắm rửa và ăn sáng, các bạn sẽ có đủ năng lượng để bắt đầu hành trình tham quan tại thị trấn cổ xinh đẹp này nhé. Và đặc biệt, khi trở về Hà Nội bằng tàu đêm, các bạn sẽ phải rời Sapa vào lúc 4 giờ chiều để có thời gian di chuyển tới ga Lào Cai và các bạn có thể ăn tối ngay ở trên tàu. Hiện nay, đồ ăn trên tàu được phục vụ rất là chu đáo và các món ăn rất là thơm ngon. Nếu muốn, các bạn có thể ăn đồ ăn nóng và có nước dùng chan nữa, rất là tuyệt vời luôn nhá. Ngược lại, nếu đi du lịch Sapa bằng ô tô, các bạn sẽ không được tận hưởng những dịch vụ này. Các chuyến xe ô tô từ Sapa về Hà Nội thường khởi hành vào sáng sớm, trưa hoặc là 2 giờ chiều, khiến thời gian lưu trú ở Sapa sẽ bị rút ngắn. Trên ô tô, các bạn chỉ có thể ăn những món đồ ăn sẵn như là bánh mì, bánh ngọt, kẹo, sữa, mà không được phong phú và ngon miệng như là trên tàu hỏa đâu nhá. 2. Du lịch Sapa mùa hè nên sẽ không lạnh. Thời tiết Sapa thay đổi theo từng ngày, từng mùa, cho nên các bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ quần áo thích hợp với khí hậu ở trên Sapa để đảm bảo sức khỏe và có một chuyến đi thật là trọn vẹn. Bạn nên mang theo những bộ quần áo gọn nhẹ, đảm bảo mặc đủ ấm. Mùa hè ở Sapa tuy mát, các bạn có thể mặc bình thường nhưng vẫn cần một chiếc áo khoang mỏng để mặc vào mỗi buổi tối. Thứ ba, Sapa chỉ đẹp vào mùa đông. Hầu như mọi người đều có suy nghĩ Sapa chỉ đẹp vào mùa đông khi cả thị trấn Sapa bồng bềnh trong mây mù, sương răng và tuyết rơi. Tuyết rơi trắng xóa phủ trùm lên mọi vật, nhà cửa, thậm chí có thể dày tới nửa mét, bao phủ lên cảnh vật, một không gian màu trắng xóa, làm cho một khung cảnh vừa điều hưu, vừa đẹp đến ngỡ ngàng. Thực tế, Sapa hấp dẫn quanh năm với mỗi mùa sẽ mang đến một vẻ đẹp riêng biệt. Thứ nhất, mùa xuân tại Sapa, tháng 2 đến tháng 5. Mùa xuân Sapa kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5 là thời điểm các loài hoa như là hoa anh đào và hoa mận đua nở. Và trong suốt mùa xuân, các triền đồi hay là lưng chừng dốc, thung lũng, sườn núi và các con đường ở thị trấn đều ngập tràn những sắc hoa. Lúc này là thời điểm Sapa rực rỡ nhiều màu sắc nhất ở trong năm. Thứ hai, Sapa mùa hạ, từ tháng 6 đến tháng 8. Mùa hạ từ tháng 6 đến tháng 8 là mùa người ta hay bảo kéo nhau lên Sapa tránh nóng. Và nếu khoảng thời gian này khắp các nơi ở Việt Nam đều có cái nắng nóng gay gắt, thì ở Sapa lại vô cùng mát mẻ và dễ chịu với khí hậu ôn đới hài hòa, tuy nhiên sẽ dễ có những cơn mưa. Lên Sapa mùa hạ để có thể ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang xanh mướt bắt đầu vào mùa hay là những ruộng rau cải tươi xanh một màu. Và trong khoảng thời gian này, Sapa cũng dần chuyển mình từ màu sắc tươi tắn, hồng rực của hoa đào, hoa hồng, hoa mận sang màu xanh rì, tươi mát của rau củ và lúa non.
Thứ ba, Sapa mùa thu, tháng 9 đến tháng 11. Mùa thu ở Sapa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, thời điểm tuyệt vời để ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng óng ánh. Vụ lúa chín thường rơi vào tháng 9 và tháng 10, khi đó Sapa nhuộm một màu vàng rực rỡ từ mọi góc nhìn, tạo nên một khung cảnh quyến rũ. Từ tháng 10 cho đến tháng 11, thời tiết có phần se lạnh hơn nhưng vẫn trong lành và rất là yên bình. Thứ tư, du lịch Sapa chỉ dành cho những người yêu thiên nhiên. Mặc dù Sapa nổi tiếng với các hoạt động trekking, thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, nhưng nơi đây cũng có rất nhiều hoạt động thú vị như sau. 1. Trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ. Khi đến Sapa, các bạn sẽ gặp rất nhiều cửa tiệm quảng cáo dịch vụ tắm lá thuốc của người Dao đỏ. Những bài thuốc này nổi tiếng với công dụng là tốt cho sức khỏe và các bạn có thể thử trải nghiệm để thư giãn. Nếu cảm thấy mệt mỏi vì công việc, tinh thần căng thẳng hay là đau đầu, tắm lá thuốc là một lựa chọn tuyệt vời để làm dịu cơ thể và tâm trí các bạn nhé. Thứ hai, ghé thăm bản Cát Cát. Một điểm đến thú vị khác của Sapa chính là bản Cát Cát, cách trung tâm Sapa khoảng 2 km. Nếu bạn muốn tìm hiểu về văn hóa và nhịp sống của người Mông, hãy ghé thăm bản Cát Cát các bạn nhé. Và đây là nơi sinh sống của người Mông, nơi vẫn giữ rất nhiều những phong tục truyền thống và nghề thủ công như là chế tác trang sức, dệt vải và chạm trổ bạc. Khi tham quan bản Cát Cát, các bạn sẽ đi bộ khám phá vẻ đẹp tuyệt mỹ của nơi đây. Chuyến tham quan này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Các bạn có thể chụp những bức ảnh đẹp mắt về cảnh quan thiên nhiên núi rừng, những em bé người Mông và đừng quên thuê những bộ trang phục truyền thống của người Mông để làm cho bức ảnh của mình thêm phần độc đáo hơn nhé. Thứ ba, tham quan tu viện cổ Tà Phìn. Và đây là công trình được xây dựng từ thời Pháp thuộc và kiến trúc ấn tượng và độc đáo. Khi đến đây, các bạn sẽ có cảm giác như đang lạc ở một không gian huyền bí và cổ kính. Mặc dù tu viện đã bị bỏ hoang nhiều năm, nó vẫn là một địa điểm check-in cực kỳ hot của giới trẻ. Sự rêu phong và cổ kính của tu viện tạo nên một vẻ đẹp huyền bí và cuốn hút đặc trưng. Và đây là một phông nền tuyệt vời cho những bức ảnh sống ảo mà các bạn khó có thể tìm thấy ở bất kỳ một nơi nào khác. Thứ tư, check-in nhà thờ đá Sapa. Nhà thờ đá Sapa nằm ngay trung tâm thị trấn với mặt lưng dựa vào núi Hàm Rồng. Được xây dựng từ năm 1895, công trình này đã có tuổi đời đáng kể, hiện là biểu tượng nổi bật của Sapa. Nhà thờ đá mang phong cách kiến trúc Gothic thời La Mã với các đặc trưng rõ rệt như là mái nhà và tháp chuông. Đặc biệt, những chi tiết kiến trúc này vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính, chưa qua bất kỳ một đợt trùng tu nào. Nguyên liệu xây dựng gồm có đá đẽo, vôi, cát và mật mía. Lấy cảm hứng từ biểu tượng thập giá, nhà thờ nổi bật giữa bầu trời trong xanh. Khi được bao phủ bởi sương mù, thì nhà thờ hiện lên với vẻ đẹp mờ ảo và huyền bí. Những bộ trang phục vintage sẽ là lựa chọn hoàn hảo để chụp hình tại đây. Trải nghiệm tại nhà thờ đá Sapa sẽ mang đến cho chuyến đi của bạn một gam màu rất là tươi mới và đầy thú vị. 5. Thử thách độ gan dạ tại khu du lịch cầu kính Rồng Mây. Khu du lịch cầu kính Rồng Mây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thử thách và mạo hiểm. Tại đây, các bạn có thể trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh như là giường vô cực và xích đu tử thần, chắc chắn sẽ làm tim các bạn đập nhanh. Và đây là một trong những trải nghiệm thú vị và khó quên tại Sapa. Và ngoài việc thử sức với các trò chơi mạo hiểm, các bạn có thể thưởng ngoạn cảnh sắc núi non hữu tình ở trước mắt. Đến đây, các bạn sẽ hiểu vì sao nơi này được ví như kỳ quan, tiên cảnh, đất trời. Sai lầm thứ 5, mua bán ở Sapa rẻ và chất lượng. Khi đến Sapa, nhiều du khách thường muốn mua quà lưu niệm cho người thân và gia đình, thường tin rằng hàng hóa ở đây, đặc biệt là đồ lưu niệm và đặc sản, vừa rẻ lại vừa chất lượng. Tuy nhiên, một hiện tượng ngày càng khiến du khách không cảm thấy hài lòng là thách giá, khi mà người bán hàng liên tục nâng giá các mặt hàng lên gấp 2-3 lần. Hơn nữa, những món đồ lưu niệm hiện nay không phải do người bản địa làm nữa, mà là hàng gia công từ Trung Quốc, làm giảm giá trị và ý nghĩa của những món quà này. Các khu chợ ở Sapa bày bán đa dạng các loại mặt hàng từ thổ cẩm cho đến các đặc sản như là mận, đào và nấm hương. Tuy nhiên, số nhiều trong đó là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đối với những ai muốn tìm các món đồ chuẩn Sapa, việc này thì càng trở nên khó khăn. Các sản phẩm như là túi hay là quần áo thổ cẩm thường là hàng Trung Quốc và rất ít sản phẩm được thêu tay. Nếu bạn muốn mua nấm hương, đặc sản của Sapa để làm quà, việc này cũng khá là khó khăn nếu không có kinh nghiệm hoặc là không biết địa chỉ mua bán uy tín. 6. Nên đem theo nhiều tiền mặt. Khi
Khi đi du lịch Sapa, các bạn không nên mang theo quá nhiều tiền mặt. Thay vào đó, hãy sử dụng thẻ ATM và rút tiền khi đến nơi. Hiện nay, trên Sapa cũng có khá nhiều cây ATM để mọi người có thể rút tiền mặt. Bên cạnh đó, một số hàng quán trên Sapa hiện nay cũng đã cho phép thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, quẹt thẻ để thuận tiện cho khách du lịch. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên mang theo một ít tiền mặt, đặc biệt là khi mua sắm đồ của người đồng bào dân tộc hoặc là các món ăn vặt địa phương. Một số người dân tộc ở đây có thể không sử dụng dịch vụ ngân hàng, vì vậy việc chuẩn bị tiền mặt vẫn là một điều cần thiết. 7. Mua hàng cho tiền trẻ em địa phương. Thực tế thì tình trạng trẻ em địa phương bán hàng rong và trèo kéo khách du lịch đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại Sapa trong nhiều năm nay. Đa phần những em nhỏ này là người dân tộc thiểu số từ các xã nghèo như là Lao Chải, Tả Phìn, Trung Chải, Tả Van, theo gia đình hoặc là nhóm bạn xuống thị xã để bán hàng. Chính quyền Sapa đã thực hiện rất nhiều biện pháp như là tuyên truyền, vận động gia đình đưa trẻ em trở về trường học, triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế và đào tạo nghề cho bà con. Tuy nhiên, tình trạng này thường chỉ giảm sút tạm thời rồi lại bùng phát trở lại. Vì trẻ em ở độ tuổi ăn học phải đi bán hàng rong không chỉ vi phạm quyền của trẻ em mà còn gây ấn tượng xấu về địa phương trong mắt của du khách. Nhiều người cho rằng du lịch là thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng việc gặp phải tình trạng này có thể để lại những ấn tượng tiêu cực về con người và phong cảnh của địa phương. Vì vậy, khi mà đến Sapa, các bạn nên cảnh báo người thân và bạn bè không nên ủng hộ những hành động này. 8. Sapa quá là đông đúc và không còn vẻ đẹp hoang sơ. Một số người lo ngại rằng Sapa hiện nay quá là đông đúc và đã mất đi vẻ đẹp hoang sơ. Mặc dù lượng khách du lịch có thể tăng lên và vẫn có rất nhiều khu vực ở Sapa giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và yên bình, tuy nhiên các bạn vẫn có thể tìm thấy những nét hoang sơ bình dị khi đến những bản sau đây của Sapa. 1. Là bản Tà Phìn. Bản Tà Phìn là một địa danh khá là nổi tiếng, gắn liền với lá thuốc tắm truyền thống của người Dao đỏ. Nằm cách thị trấn Sapa khoảng 14 km về hướng Lào Cai, bản Tà Phìn nằm trong một thung lũng bao quanh bởi núi non, mang đến vẻ đẹp hoang sơ và mộc mạc. Khi đến thăm Sapa, đặc biệt là bản Tà Phìn, các bạn nên lưu ý không mặc quần áo màu trắng, vì đây là màu tượng trưng cho tang lễ và được coi là không may mắn đối với người Dao đỏ. Nếu được gia chủ mời uống nước hoặc là uống rượu, các bạn nên khéo léo từ chối và tránh hành động úp bát xuống dưới bàn. Điều này chỉ phù hợp với thầy cúng để đuổi tà ma. Bản Tà Phìn đã phát triển mạnh mẽ về dịch vụ du lịch homestay. Du khách khi đến đây có thể trải nghiệm tắm lá thuốc, mua sắm đồ thổ cẩm và thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương tại đây. Thứ hai là bản Lao Chải. Bản Lao Chải là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá phong cảnh núi non hùng vĩ, hoang sơ của Sapa. Nằm cách thị trấn Sapa khoảng 8 km về phía đông, bản Lao Chải chủ yếu cư trú của người Hơ Mông Đen, bao gồm có 3 thôn lớn với hơn 100 hộ gia đình. Lao Chải nổi bật với những mảnh ruộng bậc thang xanh mướt và cảnh quan tuyệt đẹp. Du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng một bức tranh phong cảnh hữu tình, nơi người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa thâm canh và trồng ngô trên các sườn núi. Người dân Hơ Mông Đen tại Lao Chải chủ yếu dựa vào việc trồng trọt và thu nhập từ việc bán hàng dệt may địa phương. Họ chỉ cần tiền khi mà mua gia súc hoặc là đồ dùng cá nhân. Phần lớn nhu cầu của họ được đáp ứng từ việc tự trồng trọt và chăn nuôi. Thứ ba là bản Tà Van. Bản Tà Van nằm trong xã Tà Van, huyện Sapa, Lào Cai, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 10 km. Với một khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, bầu trời xanh cao và những cánh đồng ruộng bậc thang bạt ngàn, Tà Van mang đến cảm giác mộc mạc và bình yên. Nơi đây chủ yếu là nơi sinh sống của người dân tộc Dáy. Các bạn có thể di chuyển đến Tà Van bằng ô tô hoặc là xe máy, vừa thưởng thức phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, lại vừa tận hưởng bầu không khí trong lành tại đây. Bản Hồ. Bản Hồ cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 30 km về hướng Lao Chải, Tà Van. Đây là bản làng của người Tây, nằm trong một thung lũng nhỏ ở vùng hạ lưu suối Mường Hoa. So với các bản làng khác, Bản Hồ có khí hậu ấm áp hơn, mùa đông thì không quá lạnh. Tại Bản Hồ, du khách có thể trải nghiệm cảm giác nghỉ ngơi tại homestay trong những ngôi nhà sàn mộc mạc, thưởng thức các món ăn ngon đặc sản của bản làng tại đây. Trung tâm Bản Hồ là điểm giao nhau giữa suối Mường Hoa và suối La Ve, nơi bạn có thể săng lưới bắt cá, thưởng thức món cá nướng ngay tại chỗ. Trên đây là 8 suy nghĩ sai lầm khi mà đi du lịch Sapa mà các bạn nên biết để có được một chuyến du lịch thật là tuyệt vời. Blog du lịch hy vọng rằng những gì chia sẻ trong video trên đây
giúp bạn có một chuyến đi thuận lợi và những trải nghiệm thú vị nhất các bạn nhé. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.